Mình nghĩ là nó xếp giống AutoChess thôi, chủ quan gì đâu bạn. Mình nghĩ là xếp giống AutoChess nên mình xếp như vậy. Mordekaiser cầm cung à, Alice cầm cung kìa, thôi lấy Mordekaiser cũng được. Mấy cái cung đầu game quan trọng lắm, cung đầu game mắc lợi luôn. Ván này mình chơi Play Master thử một ván coi. Play Master Raven mà Raven bị nét mẹ rồi còn đâu. Bây giờ chơi ván này chơi gì ta? Chơi mây à? Cờ nai mây đi. Hai cờ nai đi. Hai cờ nai với lại 6 mây đi nhỉ. Thử coi. Seyuni mây. Mà tao tính chơi mây mà. Mẹ. Cái cuộc đời tôi nó gắn liền với Ranger rồi các bạn ạ. Nó đéo chạy đi đâu được hết á. Cái cuộc đời mình nó gắn liền với Ranger rồi. Cuộc đời mình nó gắn liền với Ranger rồi. Đéo đi đâu được hết. Đậu xanh. Nó ra giày không chơi thì chơi cái gì. Không, tại tí nữa mình trả. Tí nữa mình trả cho ấy rồi. Trả cho mặt mèo để đưa Uzi chơi. Uzi rồi chơi chơi Red mà. Cú lừa là thế đéo là được đấy. Bài ra chuẩn như đúng rồi, Knight mây này. Hay bên Knight Ranger này, bài ra đúng như kiểu sách vở giáo khoa các kiểu. Hay cái này là cái gì ta? Double Dam. Random bốn con là tất cả. Có mấy con Imperial này. Tất cả là double dam. Đã thêm cái cung nữa đi. Nước mắt giao điện. À không, hai cái này là cho AC. Hợp lý vãi cao lìn luôn. Cái này hai cái này cho AC đúng hợp lý luôn. Ui virus này. Sách giáo khoa rồi anh em ơi. Cái này là sách giáo khoa rồi. Đúng sách giáo khoa rồi. Chạy đâu nữa. Đúng bài bản sách vở các kiểu luôn. Đó, chết rau sau lấy mẹ hai anh cờ nai vào hợp lý vãi lìn. Đầu game mình đâu có ngại ban máu đâu bạn. Thoải mái bạn ơi. Đầu game mình không có một chút gì ngại ngần gọi là ban máu đâu đấy. Thôi cần đéo. Cần đéo ốp chết để đấy. Brawler, Brawler. Hai con Brawler. Ốp chết mua hai con Brawler. Cho vô liquid mà thôi. Đầu game nên để thua đi. Đầu game nên để thua để cái round này mình chọn đồ cho nó ngon này. Round này mình sẽ được chọn trước. Đầu game cứ ban máu lợi hơn. Tại vì bạn là người chọn sau cùng, bạn đéo có đồ. Rồi, má con Garen 2 nó xoáy cho mà coi này nha. Cái gì Garen? Cái gì Garen cơ? Cái gì Garen? Rồi hai thằng này có đam không? Alo? Win họ bố mày cái. Sợ tưởng gì. Lướt cái lìn. Bắn nhanh lên. Đúng rồi. Kéo cung. Như mình nói hồi nãy, chẳng qua là tao cố tình tao chết để tao bắn máu thôi.
Tao muốn top thấp. Đây Garen đây này. Đấy. Hai bé. Đấy, cờ nái. Chẳng qua là cố tình chết để bán máu đấy. Rồi chết cũng có low stick vậy. Lo gì? Tính toán cả. Quay cuồng đao với cung kìa, căng không? Trời ơi, tao nói. Nhưng mà chọc con Darius nó xoáy cái là bỏ mẹ hết. Ôi giời, ôi giời luôn. Rồi con vai hình như nó có búp goblin đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà goblin thì làm sao mà đỡ được. Con vai 2 này nó bắn phần trăm máu. Với lại con virus nó bắn. Trời ơi, toang. Toang mỏ, đây. Mình nằm ở cái top 6 này mình dễ chọn đồ này. Đấy, cung đâu. Không có cung thì cứ gọi Hakata kìa. Mình đâu rồi, mình đây. Kata chạy qua đây. Kata. Mẹ biết ngán nó lấy con Kata mà. Thôi mình lấy cùng cung cũng được. Địch mẹ rồi, cùng cung đâu? Để làm sao có cùng cung, giờ lấy cái gì đây? Để suy nghĩ coi. Giáp là ma vũ đúng không? Giáp là được cái ma vũ. Ok, lấy cái giáp. Lại có Garen này. Ôi ha, một đống cờ nai luôn. Bán bé này đi, lấy cái giáp ra. Nhưng mà mình từ từ, mình chưa xài cái giáp đấy. Chưa xài. Mới vào đã chơi assassin rồi ông này. Ê, nó đốt mana của mình rồi, thôi thua rồi. Chitana nó cần hài. Thua là thua thế đéo được. Nãy giờ tao rút kinh nghiệm, tao đéo gáy sớm ở đâu. Để tao lấy 20 đồng. Tao nghĩ trong đầu tao phải thắng cái game round này để mẹ tao lấy 20 đồng mà đỡ phải bán không có được cái sơ đi. Trời ơi, tính rồi. Không có gì để mua nhỉ. Ra này. Đang win stick chưa? Thôi, upset đi. Hai phát. Cho thêm một cửa nai ra. Vậy đi. Chứ đằng nào mình cũng đâu có đủ tiền đâu, cũng là 28 đồng thôi mà. Chứ ta phải ghé trễ chứ, ghé sớm lỡ thua sao. Là assassin sớm, động sáng cái thằng này. Darius. Đúng rồi. Garen. Rồi nó chết rồi. A hi 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 hi. À, may quá up chết giữ win stick nha. Hợp tí vào là. Gì đây? Ô mày chuối. Á đù má. Cái này là ép chơi à? Cái này là ép chơi chứ còn gì nữa. Cái này là rõ là ép chơi luôn đấy.
Không phải mình biết chơi mỗi ngày mà bạn thấy bài nó ra thì mình chơi thôi. Ôi hai cung này. Ôi cho Raven vô cực luôn. Ôi Senyuani, trời ơi, sách giáo khoa. Vậy Darius. Trời ơi đồ má. Vô cực nó trời kìa trời ơi. Trời đồ má. Trời ơi. Trời ơi nó trời giờ mới đây mình mệt mà nó trời kìa trời ơi. Du cha mà ơi. Darius tiếp. Nếu mà xài Raven thì mình phải xài con Darius. Mình phải bỏ con Mander Kaiser đi. Ôi suy nghĩ đi thôi, bỏ mẹ đi. Nếu mà đã xài Raven là phải bỏ Mander Kaiser đi, xài Darius với Garen. Với lại Kele. Darius, Garen, Kele, đủ rồi. Má mấy con móc lốp này. Úi rồi. Kinh vậy. Mình có cái team băng kìa anh em. Nhưng mà team băng cho con nào giờ? Cho con Senyuani à? Cho Senyuani team băng đi. Cái nó khỏe á. Hay ván là mình chơi hai Ranger thôi ta, hay là khỏi chơi Ranger, chơi bốn con Imperial. Đang suy nghĩ từ từ. Ủa thằng này AFK hả? Ôi, hay là bán máu? Ủa bắn máu sao nó có hai ô vàng vô lý vậy. Ôi Raven cầm cung chết mẹ top 3 đéo bao giờ lấy được con Raven luôn, lấy con Gana vậy hoặc lấy con Sen vậy. Raven cầm cung nó lấy chắc luôn. Thằng này AFK rồi, con Raven đâu biết ngay mà dễ gì mà nó tha. Lấy con Sen đi. Lấy Gna, lấy Gna. Gna, na, 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 lấy con na. Mẹ ép mua à? À Raven cầm cung là ngon nhất rồi. Thôi lấy cái vàng vàng chứ đâu cần. Mình 50 đồng rồi. Quá giàu.
đóng băng cho mày lại này, chọi nó, chọi chết mẹ nó, chọi chết mẹ nó, chọi chết mẹ nó. Vay Yaren. Thôi kệ nó, vay 3 gánh tim cũng được. Đi kiếm đồ khác sau. Ủa? Thằng này là sao? Hay mình chơi hai con đấy thôi ta. Hai con Ranger là con vay con AC thôi. Mà không, con Kindred đâu có bỏ được. Imperial này. Kata. Mà thôi, hai Imperial được rồi. Khó thế nhỉ? Khó suy nghĩ nhỉ? Cái này chơi trên LL luôn nha, khi nó ra chính thức rồi nó chơi trên LL, nó giống như kiểu là một chế độ ở trong LL thôi, URF, kiểu vậy đấy, kiểu như chế độ URF ấy. Raven có nên cầm ma vũ song kiếm không ta? Không nên. Mình nghĩ là không nên. Ui, xin vô anh đi. Anh to. Rồi, chết sau cho thêm con này ra. 4 cờ nai. Kiếm con AC thay con Varus là đẹp. Con Raven bắt buộc phải cầm cái luôn các bạn ạ. Con Raven là bắt buộc phải cầm cái gì? Cái đại bác Liên Thanh luôn á, để cho nó khỏi đi đâu hết á, để cho nó chạy xa. Chứ nó cứ nhảy lung tung là mệt lắm. Nó nhảy lung tung rất rìu. Nhảy lung tung rất rìu. Ui, hai con chó gác luôn kìa. Mua vô cái CC chơi chứ làm gì vậy? Thôi ván này mẹ tập trung vô Raven, bui Raven vậy. Tập trung vô Raven đi. Ván này xài hai con đấy thôi, hai con Ranger thôi. Á đủ. Mẹ con chó này. Chọi chết cụ. Vậy ván này mình sẽ bỏ vay luôn. Mình xài Kindred với lại AC. Đéo xài 4 Ranger, xài Kindred AC 2 Ranger thôi. Kindred AC. Bỏ vay luôn đây rồi nha. Rồi nha. Rồi nha. Đây chó gát level 2 luôn. Mẹ. Cho vô.
Chó gắt trâu vãi đái nó luôn đấy. Cái rèn trong cung luôn kìa, ngon quá. Má top 1 là dễ gì lấy được cái rèn đấy. Nó lấy hết. Nó lấy chắc luôn. Muỗng nó kìa, mấy bạn lấy muỗng đi. Quỷ thư kìa. Ôi nguyên quỷ thư kìa, không lấy đi, không lấy tôi lấy à. Và cái rèn ta kiếm sau à, nguyên quỷ thư kìa. Đấy, biết ngay mà, rồi tới tôi. Lẹ lẹ lên. Để mẹ lấy cái rèn rồi. Thôi lấy cục mana Bobby, lấy cục mana đi. Cho con Raven cái giao điện nữa là hợp lý rồi. Nếu có cái BF nào chứ, có BF tôi lấy BF liền. Có BF tôi lấy BF rồi. Lấy cái 5% crit. Ok xong. Bây giờ up chat đi. Chứ biết làm gì giờ. Cứ để mấy con Ranger đây đi. Biết đâu tí xài 4 Ranger. Chết 9 xài được 4 Ranger mà. À bây giờ tôi trí lắm nè anh em nè. Để tí tôi sẽ cho các bạn xem cái độ trí của mình. Trời ơi, độ mới chọn. Trời ơi, cho gác nó CC kìa. Cho gas CC tẩm vãi liền. Úi giời, Raven nó chọi. Tẩm vãi. Ui Raven nữa kìa. Bây giờ các bạn biết mình làm sao không? Bây giờ mình sẽ lấy một cái muỗng. Cái muỗng đó sẽ cộng với cái giáp này. Bạn sẽ thành một con Knight. Và khi bạn thành một con Knight thì bạn sẽ đưa cho một con Ranger biến thành một con Knight. Hoặc là bạn đưa cho con chó gác thành con Knight. Bạn bán mẹ con Garen đi. Là bạn vẫn được 4 Knight và kẹp được con chó gác vô nữa. Đúng hợp lý không? Trời ơi. Tính toán từng chi tiết luôn. Rồi xài Kindred. Đó. Kindred 4 Knight. Mày móc cái gì? Thằng nhóc này mày móc cái gì? móc chọn thấy mẹ AC nè đấy, cứ nuôi đi. Bỏ lấy cái vàng vàng đâu ra giao điện cho con này ông. Đang cần vui đồ cho Raven mà. Ừ, mình nghe đồn là 26 có chính thức thì phải. Cũng không chắc lắm. AC ra nè. Đấy, 2 Ranger, 2 băng tộc. Đều biết làm gì, cứ up chết đi các bạn ạ. Lên mẹ chết 9 đi. Còn nếu các bạn thấy thích thì mình mẹ đục lên chết 9 xong kiếm hai cái muỗng ghép lại cũng được. Mà thôi, một cái muỗng ngon hơn cái muỗng với cái giáp. Mình để con này ở đây để cho con Blitz, thằng nào mà xài Blitz nó kéo mình về á, nó không kéo được Raven về. CC này 8 tỷ CC vào mồm.
Này thì Z, Z3 này bà nội mày. Hay. Ra ngoài đứng con. Mạnh quá, ván này ai chống nổi tôi nữa. Quá mạnh. 4 con Ranger mà thay bằng 4 con Will thì sao ta? Thôi 4 Will làm gì, 4 Ranger bắn cho nó chết. Thì Monokaiser đứng xem kệ mẹ nó. Monokaiser đứng đây chủ yếu là chống Ad móc, chống mấy con Assassin móc với lại chống con Blitz kéo thôi. Rồng này, thằng Rồng này khỏe nè. Thằng Rồng này khỏe vãi. Khỏe không? Trời ơi má ơi nó trời. Chu cha mà ơi nó trời kìa trời ơi. Mới lên bệnh 2 mà nó dậy rồi đó. Ván này mình gáy, mình nghĩ là mình gáy trừ khi là nhà phát hành thì đã disconnect mình ra rồi chứ. Sao mình có thể thua được? Thôi hết ván này chắc mình đánh Liên Minh thôi. Rao sau cố lấy cái muỗng. Cố lấy cái muỗng là được 4 grenade rồi. Rồi xong úp 4 Ranger ném ra nữa. Vô địch thủ. Thằng nào cũng mạnh hết. Ồ cũng Raven kìa, như ai kìa. Này thì Raven này, hóa băng này. Raven của bạn đâu có cái đại bác Liên Thanh đâu. Raven của mình có đại bác Liên Thanh này. Raven của bạn tối Liên. Ôi giời, cũng là hai rìu thôi. Cho mình cái muỗng nha. Muỗng đi. Bobby cầm muỗng này. Có đúng con Bobby có cái muỗng thôi. Chắc anh là thằng này hốt Bobby rồi. Thôi chắc đéo lên được đâu. Theo nó đi đường vòng nó hốt cái muỗng à. À nó hốt BF à. Hốt BF đưa đây cái muỗng. Đưa đây. Đưa cái muỗng đây. Rồi hợp lý luôn. Xong 4 Ranger. 4 Ranger nha. 4 Ranger 4 cờ này. Chơi là đéo cho vực luôn này. Chơi là đéo cho vực luôn. Đấy, 4 Ranger, 4 Knight. Từ từ, chưa được. Kiếm con đấy đã, kiếm con kinh liệt đã. Cho ghét lắm, ui dồi ôi, Imperial này. 4 con Imperial. Mẹ 4 con Imperial đi, sợ đéo gì. Đây, 4 con rồi đó. Sợ cái đéo, ui hai con cây le nữa này. Má ơi. Chơi game như hát vậy đấy. Chơi game như hát vậy. Ai chơi lại. Bay màu. AC 2 con luôn này. Garen bán rồi. Imperial đâu? Vay này. Và rớt này. Double dam của Raven lên. Double dam của Raven lên. Xem đây, double dam Raven. 1000 8 C. Chọi gần nam mà 9 C. Ấy da, gái sớm anh Linh rồi. Sợ quá. Sợ quá. Làm việc. Kinh thế. Kinh vậy. Căng vậy.
Ok, phai, căng. Được, hợp lý. Imperial. Má cho ghét ra nhiều ghê, lên 3 được luôn đấy. Phantom. Con này phế quá, cút mi. Hai cái giáp luôn kìa. Hai cái giáp được cái giáp gai đúng không? Cho chó gáp luôn. Đéo. Má nó ra còn cho gáp đùng vậy. Đội hình đang ngon là sao? Ủa như vậy không ngon hả bạn? Thế này không ngon à? Thế này không ngon thì cái gì ngon? Bớt con Darius. Hai Phantom à. Thôi, Phantom mất rồi, bỏ đi. Má cho gác đông vãi nồi. Ủa mắt Phantom lắm thế. Ồ có lẽ nào lên 3. Bốn con Imperial thì bạn bước cho Raven. Raven nó double dam lên có gì đâu. Đó nó chạy kìa. Nó double dam nó chọi đó, đó, ít có yếu lắm. Tí con Darius 3 nó cũng gánh nữa chứ đừng có đùa. Lắm Senyuani thật. Cái con cần ra, sao nó không ra đây này. Round này win không? Bây giờ Kale 2 với con này 2 là ngon nè, con này 2 là cực mặn. Mặn vãi nồi. Bốn con Imperial là bạn được tất cả các con đều double dam này thấy không? Imperial, Dead double dam. Là con Raven của mình cực mạnh. Tí nữa ra Raven 2 này. Bỏ ra Darius về xài hai con Raven 2. Chọn thí mẹ chúng nó. Đây thằng rồng này. Tí mình xếp lại thôi anh em ơi. Xếp dàn hàng này có vẻ không ổn. Con rồng này cứ đè Raven nó khạc hoài ta. Thằng mây này có vẻ kinh thế. Nó gần gãy rồi, nó gần gãy rồi. Quá lại, quá lại. Xếp lại. Mẹ nó. Đưa vô mặt chúng nó mới được. Không đưa vô mặt chúng nó không được các bạn ạ. Phải đưa vào mặt chúng nó. Không đưa vào mặt nó khinh mình. Nó xem thường, ui nữa này. Đấy Imperial hai con luôn, khóa lại. Khóa lại. Trời ơi Raven 3 là nó chọi thấy má nha. Kale để làm gì, Kale đủ 4 cái này. Bố bất tử. Họ để làm gì cha. Really. Vậy hỏi Kale để làm gì. Đùa tôi à. Hỏi Kale để làm gì nữa mới ghê. Có Raven không? Không à, tưởng có Raven là kiếm Raven 3 luôn. Kale cũng không có à. Giờ mình lấy cái gì giờ? Lấy kháng phép à? Senyuani hơi lấy Yasuo lấy cái mũ của mẹ đi. Raven, Kata. Muỗng với cái này là được băng tộc đúng không? Băng tộc cho con nào? Băng tộc cho con Kale à? Kale băng tộc. Ok, hợp lý.
băng mày lại này con, hồi nãy là tao núp ở bên kia thôi nha con. Bà nội mày, giờ bố mày để bên này này, được cái cực kích mà chơi bố mày này, hộ cái. Bố mày sắp lại này, hộ cái. Đấy, bố mày sắp lại đấy, ăn đi. Ăn liền. Rồi, chẳng qua nãy, hồi nãy không thèm sắp thôi. Trời ơi, chỉ vào một vài bước thao tác đơn giản nó có thể win bạn easy. Raven 3. Đây, trời ơi, ôi trời ơi, chơi gì nữa. How to chơi đây. Alo. Chơi sao đây? Alo. Chơi kiểu đéo nữa, cái le nó còn chưa thèm lên 2 đấy. Chơi đéo gì nữa? Chơi cái gì nữa? Alo. Bạn đi chưa? Còn gì nối tiếc không? Còn gì nối tiếc làm nó đi. Ui. Này. 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 Này thì á. Đồ mà ảo vậy. Đạo San vẫn còn ảo đấy. Nó vẫn còn ảo anh em ạ. Ý là nó đợi mình lên con Raven 3. Ý là nó muốn mình lên con Raven 3. Ui cây le này. Phí thế nhỉ. Một round nữa xong mẹ rồi chơi gì nữa. Đéo rồi phải đợi chần chừ chờ đợi. Cây le 2 thì chơi đi. Ngon chơi đi. Ngon chơi đi chú em. Trời nó hơn mình cứ, nó ăn mình mà nó còn một con quái à. Chẳng qua nó hên thôi. Bây giờ không còn một con quái gì chơi. Giờ cây le 2 búp tự hai con này. Đó. Alo. Chơi hộ. Ôi ma vũ xong kiếm luôn. Đẹp. Alo. How to chơi. Rôn chơi đi. Đi rồi. Rôn cho vui thôi. Biết win mẹ. Này thì rồng với chả rắn, chó với chả mèo. Tao còn có một con Raven nữa đấy. Hai con là đấy. Á à, cái địch. Mày tính dãy à, dãy chết à. Dãy hô cái. Hô cái. Hai con Raven là không phải một đâu. Tuy là một con không đồ thật đấy. Nhưng mà nó trời cũng thấm lắm. Chứ đừng có đùa với tôi.